xuống. Mày đóng ngay đóng cửa nhẹ đây mày, xe mượn mày. Vừa vào đi đây. Xin phép nhé. Anh nên thì mày cho đây. Ra chỗ nào vắng vẻ để anh em mình thực hiện hành vi đổi bại rồi. Shop điện thoại vlog.com, shop bán nick liên quân, liên minh, free fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hay đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại xin đôi nhá. Đây mọi người, hôm nay được cái ngày đẹp trời, mọi người nhìn thấy gì đâu? Nope. Con gọi là hôm nay con siêu xe Lamborghini Coupe. Lamborghini taxi. À, Lamborghini Ghili taxi đấy. Thì hôm nay là hai anh em mình mới gọi là mượn được con này nên là hôm nay bảo làm cái nghề YouTube này mà. Làm gì có tiền đâu? Nghèo tiền. Mình nghe nói làm cái nghề taxi này chở khách, nói chung là mình thuê một ngày nhá. Ừ. Nói chút thuê mượn cái gì, ai cho mượn? Mày nói thì vô lý. Mình nói từ mượn cho oai thì chả đúng không? Thì hôm nay là hai anh em mình sẽ gọi là quyết tâm là làm taxi một ngày để xem gọi là có tăng thêm thu nhập không. Nếu mà gọi là thu nhập cao thì anh em mình sẽ chuyển gọi là từ YouTuber thành taxi. Đúng không? Taxi bơ đúng không? Taxi ở đây gọi là sinh đôi thì taxi sinh đôi đấy. À, được. Đi đâu phải theo cặp nhỉ? Chở một khách thì mới tiếp được đúng không? Đấy, ba một khách thì không tiếp. Đấy thì bây giờ anh em mình sẽ gọi là đi dọc đường này, cứ gặp về em gái hay là ông anh trai nào gọi là dễ bắt lạc thì anh em mình sẽ. Em ơi taxi không? Nó đi qua đi xe điện nó nhanh quá, không là mình bắt nó phải đi taxi ấy. Đấy. Đấy thì bây giờ mình đi gặp ai là mình bắt nó phải lên taxi mọi người nhá. Không lên phải lôi lên đúng không? Mời vào. Vào. Thằng kia mày có vào không? Vào. Vào. Để mày nhìn bắt xem con đứa nào không thì bắt phát nào chả thấy cái bóng nào nhỉ? Tầm này chỉ có ra đường Trần Duy Hưng thì may ra có nhiều con đứng đường còn bắt được. Mày đang Hải Dương phải Hà Nội đâu nhá. À, thế thì nó bảo thế. Ôi trên kia có đứa rồi. Đâu. Kia chết. Để em. Như có đứa. Chuyển luôn nhá. Chuyển luôn chị kia. Một lôn tụi ai? Một lôn á? Ui, xe đéo mày. Mày xe đẻo hơi đẻo đi. Một lôn, tù bóng, có tù bóng không? Hả? Có tù bóng, một lôn quá. Buồn quá. Không đi đâu được. Ui, đây. Đâu. Trái phải, trái. Thì mày, trái phải. Trái phải, đây, sao mày trái luôn. Đi thẳng ra trái cho mình, còn đây sao phải. Đây, nó lên. Đấy, tại thì cái đâu. Cái xuống mày. Xuống à? Xuống. Mày đóng ngay đóng cửa nhẹ đây mày, xe mượn mày. Vừa vào bẩn đi đây. Xin phép nhỉ. Giới thiệu đi em. Chào em đứng làm gì? Em chuẩn đi học ạ. Đi học không? Vâng. Ôi xinh gái em đứng đây nhỉ, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2001. Ui 2 là 1 đi lên. 2 là 1 là kém 98 99 100 99 2000 21. Kém mình tiểu dần. Kém mình 3 tuổi sao nhỉ? Em nếu anh 98 em 2001 là kém anh bao tuổi? 3 tuổi cái thằng này sao mình tính. 3 tuổi. Ai gọi kìa? Ai gọi em kìa? Bạn em gọi. Bạn gọi. Bạn gọi đâu ấy? Bạn em chuẩn bị đến đón em đi học. Đón đi học à? Ui em này. Ui gì vậy? Học hành làm gì? Không phải học hành làm gì đâu. Phải đi học thì nó mới có đi kiểu mình nhỉ? Nói chung là em mà anh giới thiệu cho em nhé. Bọn anh là nghề gọi là thế thì phải đứng. Ê em đứng ra đây cho đây đây. Đợi bạn đúng. Anh xin giới thiệu em con này em không biết gì về xe đúng không? Không. Thế thì anh có đọc tên nếu không mà biết vì con này nó gọi là Lamborghini. Thiếu cái thằng này Lamborghini taxi, thằng Lamborghini nhưng mà hãng taxi. Đấy. Con này mua hơn tỷ, em ơi con này trải nghiệm con này một phát đến trường em nhá. Sang chảnh luôn. Thật luôn. Để em đợi bạn đến bao giờ lắng lôi lại nên xe vừa có điều hòa vừa chạy nhanh. Học trường nào em chở một phát đi tận bàn em ngồi luôn. Đấy thì em nhìn xe trong túi rồi. Tí nữa anh mở cái lắp lên phát là sáng lóe. Nhưng em biết mua trần chưa? Đây xe này nhìn thế này rồi vẫn mở được lắp lên. Thế thì em tên gì? Em tên là Hương ạ.
Hương. Ui giời, Hương kết hợp với Dạ thì thôi rồi. Dạ Hương luôn. Thôi thế em lên đi, lên xe anh mời Hương lên xe. Em đợi bạn em đi học. Này. Em tên Hương, anh sẽ đổ muốn tương lên vào mồm em rồi đấy nhá. Này, tao nói nhẹ không nghe mày thích cứ lặng à? Cứ lặng à? Lên xe. Không đi đâu, em đợi bạn em đón mà. Mày có lên không? Tao mở xe tao bán à, tao gọi là taxi không ai đi để tao ế à? Hả? Mày có lên không? Có nhiều khách mà anh. Nhiều em khách. Đợi bạn em. Nhưng mà tao đi lắng rồi, từ đấy tao thấy mỗi mình mày đứng đây thì tao túm mày luôn, bây giờ tao túm đứa khác luôn, mệt. Mày có lên không? Lên. Mày không đi à? Này mày. Mẹ mày, mẹ mày. Mày cũng muốn nhập phạt à? Mày có lên đi taxi không? Hả? Taxi tao mở ra thằng nào không đi rồi, tiền để tao túm thằng này. À! Anh à? Đi taxi không? Đi taxi này. Ok. Thôi. Thôi anh đi xe ra. Có lên không? Hả? Anh nhiều đi nhỉ? Em đợi bạn em mà anh. Em đợi bạn em. À. Thế bây giờ em hỏi em nhé. Em muốn biết em đang đứng ở trước cửa gì không? Em cũng em muốn vào đây làm luôn không? Em có muốn làm liệt sĩ luôn không? Không, hả? Không. Thế lên không xe. Ra. Thôi em đợi bạn em mà. Lên. Vơ vào đánh trận rồi. Ngồi cái sau. Mày không bước vào mở cửa nó đi. Mày đi quay hẳn tao cảnh mở cửa đó. Vơ vào vẫn. Sao cái này nhá? Vào. Em không đi đâu. Ui. Em đợi bạn ôi. Em mà. Tiên sư bố điểm mẹ mày. Vào. Kịp phút vào nhanh. Tao chở mày đến tận trường luôn, học trường nào. Đừng ăn nhỉ. Đừng ăn đi tính ra. Kịp một tốt. Phấn khởi thế. Phấn khởi vã gì ấy. Cứng hết bộ phận phần mềm mỏi. Cái này đi học gì nữa, nghỉ mẹ đi. Ủa anh ơi, ai lái xe? Ừ. Tao lấy. Cái mày lái xe mày xuống đây làm gì? Mày làm ảnh hết ảnh hưởng cái không gian riêng tư của vợ chồng tao. Tao tưởng ghế ngồi của tao đây mày vơ ba vơ vẩn cái gì? Quay còn không biết mở được cái thằng này cái gì nhỉ? Thế thằng này mày giúp mua xăng với lại hộ tao phát. Ok, nhanh xăng này. Tao chỉ biết lái xe chứ tao chưa biết công dụng của các rồi cho mình nên khổ lắm ngần để không gian riêng dành riêng cho hai vợ cặp vợ chồng son của tao. Thằng này ngồi đâu nữa đi? Cho hai nó ngồi sau. Thế hôm nay đúng là trời bán phước rồi. Úi giời số hưởng. Ê, tự nhiên em tiên hỏi nó đi nhầm học trường nào. Đến mày trước khi đi học phải đi hả? Bây giờ nhá em ạ. À, xem nào. 2 giờ mới học đúng không? Còn 1 tiếng nữa vào về nhà quán nghỉ, chơi. Vào nhà nghỉ làm cho mát cái thằng kia. Ừ. Nhà nghỉ có điều hòa, nhà quán làm gì có điều hòa. Thôi em không đi đâu. Không mà được. Đi học mà. Để chạy xe đi cho. Số phận đã ăn bài rồi em hiểu không? Đi luôn. Ôi giời ơi, cái thằng kia tao xin. Quên cái thằng chủ taxi nó vừa dặn bảo là cái xe này là côn nó yếu, quên. À, à? Quên chứ không phải là tao mới đi, côn nó yếu, quên. Ừ. Nó bảo đề côn mạnh lên đúng rồi. Tao xin mày đừng. Quên không phải. Ừ. Nhanh tốc độ rồi đưa vào đây, chỗ đoạn nào kín. Ui cái thằng này. quên phanh. Tao đang buồn luôn mày làm như thế giờ gì? Giờ tao mới nhớ là phanh tay, quên. Phanh tay. Nhanh lên đi. Mày cho đây. Ra chỗ nào vắng vẻ để anh em mình thực hiện hành vi đổi bại rồi. Từ từ cho thằng taxi à, thằng ô tô đi qua trước á. Ô tô qua chưa? Thằng này ngồi che bố mất bố một gương của tao rồi, tao không nhìn thấy thằng nào cả. Rồi, mày cứ quay anh Tuyền thôi, không phải quay tao. Bây giờ tao sắp cho chó chèo rồi tao. Cứ từ từ đâu mày. Lồn quá. Có cái thằng lái taxi nào mà say xe như mày không? Tao có lái taxi đâu, tao là thằng đi taxi mà. Tao có lái đâu, mày lái thì tao lái đâu. Ui, mày sóc thế nhỉ? Sao đường nó sóc thế nhỉ? Ôi, đây có điểm G chứ mày đường nó sóc gì đâu. Điểm G, tao tưởng đường sóc. Ủa. Nhanh lên sắp cho chó ăn chèo tại em nên tìm một tọa độ nó đứng luôn cho tao mất. Ấy ơi, ôi mẹ ơi, tao thề đây đúng là lần đầu coi như cũng như lần cuối cùng tao ngồi trên taxi của mày. Mày im mồm một cái thằng này, nó nhiều ấy nhỉ. Nhanh lên tìm một chỗ để tao tàn cái mất. Cái này có túi bóng này lấy không? Ở đâu đây? Đâu đưa túi bóng này, nôn vào áo em kia kìa. Em phải cho anh nôn phát dầm. Nhanh tìm địa điểm nó xuống đi. Ồ. Vơ vào vẫn mày nhìn tao lái không tay rồi xem mày. Xin em đừng. Ố baby. Ối làng nước ơi cứu tôi. Hôm nay em có hay chăng? Ngày đêm nhớ thương anh. Một mình anh lạnh lẽo. Thức trắng những đêm dài. Ok, có quán mình đâu, đưa về quán mình ngủ nghỉ cho mát nhỉ? Đưa nó về quán mình. Học hành gì giờ này? Tí xin cô cho nó nghỉ. Anh, bố anh... Cho tí xin cô cho nó nghỉ nhá. Ô, em phải đi học mà. Học cái gì? Xe về quán thôi. Vơ va vơ vẩn. Không học hành gì hết. Ô, thế cái anh lừa em à? Mày lừa gì? Tao lừa gì nhà mày? Tao không có lòng tốt mày nóng. Anh đi học mà lại lừa.
mà nóng nồi lì cái gì anh là bạn hiệu trưởng trường em. Em không sợ. Nó nghe tên anh phát xuống xe cho em nghỉ học luôn. Xuống xe rồi, xuống xe. Đây xuống bên này cho nó an toàn. Đâu? Bước xuống. Rồi xuống. Vơ vào đi vào quán đây. Vớ vẩn, ơ thế cái thằng này mày không đóng cửa? Em không biết đóng cửa hả? Bố mẹ ông. Im ơi. Bà ấy chơi cho mắt. Vớ vào vẩn. Ê anh ơi, Phan ở đâu đến đây hả? Duy đây, đi lốt đây, bước lốt đây. Hả? Phan đâu đến? Đến mày lời hẹn trước thì hôm nay người ta lái ngồi đi lên cho nó êm à? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi toàn bộ hai người đấy. Ngồi đấy. Ai, điêu, vào đây. Chia mày vào đây. Mày bước vào đây. Hả? Mày chạy không? Cho chạy chưa? Cho ta rời khỏi màn hình chưa mà chạy. Hả? Có đi taxi không? Cho đi lốt. Vơ vào vẫn cười đi. Còn em này học hành như gì đưa số cô đi gọi điện cho nghỉ hôm nào. Thế anh bảo là quen cô hiệu trưởng. Quen gì mấy điện thoại đây? Tao gọi cho khổ lắm. À, không điện thoại, không điện thoại. Điện thoại ra được không số. Ở đây chung cư. Thôi. Và ngủ em à quên chưa cái thằng này. Và đưa vào nhà nghỉ cho mát. Sao đéo thằng kia cầm súng thế nào nhỉ? Cổ nó bắn trên ngực. Thôi thôi vào nhà nói chuyện đi. Đi vào chưa? Ừ. Đi vào. Cứ vào. Ui giời cái thằng có vào hả? Đi vào nhà ông con đây. Không vào. Con này mày như kiểu mày dép không thích mày thích ăn dày à? Ừ đấy tao bảo hả? Hình như là anh em mình làm ơn mắc quán sao mà nó cứ sợ mình như kiểu mình ăn thịt thì nó sao. Thế chờ mày đi. Anh bảo đây đi học với anh phải ai? Còn bây giờ quyết định này nhá. Vừa đây là cái khoảng cách nó đứng cách trường học của nó là mới 7 cây thôi. Ừ. Nhưng mà từ lúc mà đưa đến đây là cách tầm 15 cây đến trường học nó. Đi bộ. Đi bộ mày đuổi luôn à? Đuổi luôn. Đi này là mày quên anh em mình làm nghề gì à? Ở taxi ấy cho đấy, em ạ. Công taxi. Công lao của anh la em đến đây là 50. À, cái thằng này. Bao nhiêu? 14 cây mà mày lấy 50 thì mới kể. Tiền 14 triệu. Ui. Mày đi cắt cổ cái nhà người ta. Thế à? Thế 14 cây lấy bao tiền? Hai củ. Hai củ. Không có cả. Không cả. À mình không tiền. Bà bố chìa khóa đây. Gọi bố. Đã thế rồi. Không có tiền giả bằng cái khác. Đúng rồi. Giả bằng tình cảm sắc. Đúng không? Không tiền thì giả sắc. Đấy, thế tôi. Tiền tài cho bác gái sắc dục phủ đời trai đúng không? Phải không? Tao phủ đúng không? Nhổ đúng không? Nhổ đúng rồi đúng không? Thế gì? Về nhà ờ, xem phòng vệ sinh kín chưa thì vào phòng vệ sinh ra. Ý. Này. Em mới nhớ là em là cái đứa mở hàng của anh ngày đầu tiên nhá. Mở hàng mà không giả tiền là hơi là đen cả ngày đấy. Không giả thì còn lâu được về chứ. Học không được, học nhà không được về nữa. Đừng nói là học nhá. Học hành gì này? Học gì mà ăn mặc như đi chơi này? Học mà anh áo trường đâu? Khăn quá cổ đâu? À, đây trường này là cái trường bổ túc, trường rốt rồi. Nope. Thì nó mới cho mặc nha. Đúng không? Thôi tao nhớ phải đeo khăn quàng như vậy. Mày phải chống ăn hồ. À, đọc điều 5 điều Bác Hồ dạy xem à. Một, mày khinh Bác Hồ đúng không? À, đi học tại sao không quàng? Cặp sách không? À, mày đi đến lớp mày tán trai, học mày học môn gọi sinh dục học à? Sinh học cái thằng này gọi là cái môn là học học thế. Đấy sinh dục học đúng không? À, sinh dục học đúng không? Ừ, và nó vẫn học hành. Thế đi vào trong dạy cho lớp phải thầy cô nào dạy. Đưa vào phòng dạy, phải tối rồi đưa về. Ừ, và dạy sao tôi được? Không dạy được á? Con này cứ cãi thầy nhỉ? Cãi thầy. Thôi thế, tiền mất tần mang gửi bà về đi. Gửi luôn. Đó tiền đó, về đi. Đi bộ ông điên à? Con gái mày đuổi phũ phàng ấy. Mình đưa nó đến cái chỗ gọi là không có con bạn nó biết ở đâu rồi thì bố nó không. Thôi, con gái nữa thì mình phải đuổi khéo thôi, đuổi nhẹ nhàng tình cảm thôi mày. Con gái chứ phải con trai đâu mày đuổi thế. Em ơi. Cút. Cút. Mày ơ mà mày làm tao mày đen cả ngày. Chó. Quá mỗi lần đầu là taxi mà gặp phải con này ám quẻ đấy. Ám quẻ. Thế thì tao tiền mình thuê xe thì tối sao giả? Hả? Lấy đâu ra giả? Ừ nhỉ? Bây giờ một ngày lấy bao nhiêu nhỉ? Thì gì thì thôi, đã mất kiểu mua mâm thì phải đâm tiếp thôi chứ gì cứ làm sao. Nên lại phải đi à? Lại phải đi chứ làm nào? Đi! Nào, mong sao ngày hôm nay kiếm được đôi cổ để bù tiền thuê xe. Không chết dở.